Anh Tùng, anh nói với em đi. Anh nói với em là không phải như vậy đi anh Tùng. Cô lúc nào cũng muốn tôi quan tâm và chăm sóc cho chị gái của cô. Tôi răm rắp làm theo, sao bây giờ lại thắc mắc? Anh là cái đồ khốn nạn, anh là cái đồ đê tiện. Từ ngày lấy anh ấy, lúc nào tôi cũng cố gắng nghĩ rằng lấy được một người chồng như anh là hạnh phúc lắm rồi. Chứ anh nghĩ là tôi hạnh phúc, tôi thoải mái lắm với mấy cái trò mê tín của mẹ anh à? Còn cả chị nữa, chị lúc nào cũng nói rằng hạnh phúc của tôi là quan trọng nhất. Con của tôi cũng sẽ giống như con của chị. Đến bây giờ chồng tôi cũng giống như chồng của chị đúng không? Chỉ là một phút bốc đồng thôi. Em đừng nói thế làm ảnh hưởng đứa bé đấy. Ly dị đi. Cái gì? Cô suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ? Để tôi tắt thành cho hai người. Đấy là sự lựa chọn của cô đấy nhá. Đừng có hối hận. Đấy, mẹ con đấy đi chơi thua cờ bạc, xã hội đen bảo rằng phải có 1 tỷ mới thả người ra đấy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Con à, 1 tỷ không nhỏ, nhưng với con thì không là cái gì. Nhưng với người khác ấy, mẹ còn phải xem xét. Mẹ ơi, coi như là con xin mẹ, vì tình nghĩa mẹ con suốt 2 năm qua, mẹ giúp con được không ạ? Con hứa con sẽ trả lãi ngân hàng cho mẹ ạ. Con hay nhỉ, tại sao phải khóc lắm? Mẹ có nói là không giúp con đâu. Con cảm ơn mẹ, con hứa sẽ trả mẹ đầy đủ. Bây giờ thế này nhá, mẹ chỉ cần con cứ ở lại đây, ngoan ngoãn và nghe lời mẹ, được không? Con và anh Tùng thực sự đã không thể cứu vãn được nữa rồi mẹ ạ. Mẹ biết, mẹ biết là hai đứa hết tình cảm, nhưng là con là thần tài của gia đình. Vì thế mẹ muốn con chờ đứa bé ở trong bụng Mi ra. Nó là thần tài mới của mẹ, lúc đấy tính sau, được không? Được rồi, tất cả mọi chuyện mẹ sẽ lo cho nhá. Nhưng mà bây giờ con phải bảo mẹ con về, cứ lông nhông ở ngoài kia rồi lại gây chuyện, mẹ không đỡ được đâu.